Thất bại ở vòng loại Olympic Paris 2024 của đội tuyển nữ Việt Nam đã được dự báo từ trước, khi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung rơi vào bảng đấu khó khăn. Hành trình ở vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 của đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại sau trận thua 0-2 trước Nhật Bản vào chiều tối qua, 1 tháng 11. Gặp đối thủ vượt trội về đẳng cấp, Huỳnh Như cùng đồng đội chỉ trụ được 40 phút trước khi thủng lưới sau tình huống dàn xếp tấn công chớp nhoáng ở trung lộ của đối thủ. Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực vùng lên nhưng không thể kiểm soát thế trận và thua chung cuộc 0-2. Giấc mơ Olympic khép lại với thầy trò ông Mai Đức Chung ở vị trí chung cuộc thứ 3 bảng C. Ngay từ đầu, việc giành vé đến Olympic được nhận định vô cùng khó khăn bởi châu Á chỉ có 2 suất dự vòng chung kết tổ chức tại Paris vào năm sau, ít hơn nhiều so với suất dự vòng chung kết World Cup, 6 đội. Cạnh tranh với những đội hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Trung Quốc, chưa kể sự trỗi dậy của Uzbekistan và Philippines cũng đặt ra thách thức rất lớn. Điều đáng tiếc nhất ở vòng loại thứ hai đó là việc các học trò ông Mai Đức Chung để thua Uzbekistan. Trong trận đấu đội nữ Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại kém duyên ở khâu dứt điểm. Trận gặp Nhật Bản ở vòng loại thứ hai Olympic cũng khép lại chặng đường vất vả của đội tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023. 4 giải đấu, vòng loại Olympic, SEA Games, ASEAN, World Cup, nhiều trận đấu chính thức kết hợp tập huấn, giao hữu trải dài suốt 9 tháng, đội nữ Việt Nam đã bước qua nhiều cung bậc cảm xúc từ vinh quang ở SEA Games, trải nghiệm mới mẻ mang tên World Cup khi chạm trán nhiều đội tuyển ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, hay nếm trải khó khăn khi trở lại đấu trường châu Á. Đây là bài học quý để bóng đá nữ Việt Nam định hình lại chỗ đứng và hoạch định hướng đi cho tương lai. Đội tuyển nữ Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc, nhưng điểm yếu về thể hình, thể lực và sức dướn vẫn là yếu tố mà các cầu thủ cần cải thiện. Khi khoảng cách với nhóm đầu còn xa, còn nhóm cùng đẳng cấp như Uzbekistan, Philippines, Thái Lan, Đài Loan đã và đang bứt lên, các cầu thủ cần tiếp tục nỗ lực. Hệ thống bóng đá nữ Việt Nam cũng cần chuyển dịch với thêm nhiều trận đấu cấp độ câu lạc bộ, mở rộng đào tạo trẻ để tăng cường chất lượng. Sau năm 2023 đầy bận rộn, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chuyển giao lực lượng trong năm 2024. Việc chỉ đấu một giải chính thức, AFF Cup, là cơ hội để thay máu đội tuyển với dàn cầu thủ trẻ hướng đến vòng loại World Cup 2027. Ngoài ra, việc không còn người thầy tận tụy Mai Đức Chung trên băng ghế chỉ đạo cũng để lại khoảng trống lớn. Tuy nhiên, chiến lược gia 74 tuổi cũng nhấn mạnh rằng che giả măng mọc là quy luật tất yếu. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng thế hệ trụ cột đội nữ đã hoàn thành tốt vai trò, viết sử và xây dựng nền móng vững chãi. Trên nền tảng ấy, đội tuyển nữ Việt Nam với thế hệ trẻ của Thanh Nhã, Hải Linh, Vạn Sự, Tuyết Ngân sẽ tiếp tục phát triển và trưởng thành hơn với những trải nghiệm quý giá đã có được bằng mồ hôi, nước mắt, nỗ lực hôm nay.